cà chua có muối giá cao ngất ngưỡng bỏ xa giá cà chua thông thường vẫn hút khách chị vân chủ một cửa hàng bán đồ sạch miền cao cho biết cà chua sơn la có mã ngoài khác hoàn toàn với những giống cà chua thông thường khác được bán trên thị trường cà chua sơn la còn được bà con địa phương gọi là cà chua muối có vẻ ngoài xấu xí chia nhiều muối nhìn không bắt mắt quả to nhỏ không đều nhau có quả nặng tới gần một kg nhưng có quả chỉ vài ba lạng chưa kể cà chua muối khi nhập về chín không đều màu, khách mua phải để vài ngày cho chín đỏ hẳn mới có thể ăn được. Tiểu thương này cho hay, cà chua muối không chỉ khác với cà chua thường ở vẻ bề ngoài mà giống cà này còn rất nhiều bột, vị ngọt ăn rất thơm ngon. Tuy nhiên giống cà chua này được bà con miền cao trồng theo kiểu truyền thống nên năng suất cà không cao. Cũng bởi do số lượng có hạn, chất lượng lại ngon hơn hẳn cà chua dưới xuôi nên giá của cà chua muối luôn đắt gấp 2, 3 lần cà chua thường cà chua muối sản lượng thấp nên để có hàng bán mình phải thu gom từ rất nhiều mối mà mỗi lần cũng chỉ gom được từ 1 tạ đến 1,5 tạ. Trung bình một tuần mình sẽ gom hàng hai lần để rào bán cho khách. Giá cà muối nhà mình để công khai trên trang cá nhân là 50.000 đồng 1 kg, đắt gấp 3 lần cà chua thường nhưng vì độ ngon của cà này đã được khẳng định, khách đã ăn qua đều thích mê nên họ vẫn đặt mua rất nhiều. Có những người ăn quen họ đặt mua liền lúc cả chục cân về bỏ tủ ăn dần chị Vân cho hay, vì cà chua muối nhiều bột, vị ngọt nên khách mua ngoại để nấu, làm sốt còn dùng làm salad ăn cũng rất ngon, tuy nhiên cà chua muối cũng có hai loại, một loại nhiều hạt, bột ít và chua hơn. Một loại hạt ít, ngọt và nhiều bột được khách chuộng hơn. Là người thích ăn cà chua muối, chị Thương ở Linh Đàm, Hà Nội kể, quê mình ở Thái Bình, giống cà chua muối này mình được ăn từ nhỏ. Ngày xưa quê mình trồng nhiều lắm, thế hệ 7X, 8X hầu như ai cũng ăn qua. Tuy nhiên những năm trở lại đây, quê mình không trồng cà chua này nữa. Thấy chợ mạng rau bán mình liền đặt mua, lâu lắm rồi mới được ăn loại cà này, rửa sạch ăn sống trực tiếp thích mê luôn ấy, chị Lam ở ngã tư sở kể, thấy nhiều người ca ngợi cà chua muối ngon. Mình mua 3 kg ăn thử với giá 45.000 đồng 1 kg. Quả thật cà chua này ăn ngon hơn, nhiều bột mà ngọt, làm nước sốt cũng thích, ăn salad cũng mê giá đắt chút nhưng ăn đáng đồng tiền bỏ ra